Quang Lê tiết lộ về mẹ ruột đang sống ở Mỹ, thú nhận dù 43 tuổi, vẫn giữ thói quen đặc biệt với mẹ. Nhân dịp lễ Vu Lan báo hiếu, Quang Lê quyết định phát hành sản phẩm âm nhạc mới có tên Công danh nào bằng mẹ. Ca khúc được cho ra mắt vào sáng ngày 5 tháng 8, thay cho lời nam ca sĩ muốn nói với đấng sinh thành. Cũng qua lần này, Quang Lê đặc biệt tiết lộ về mẹ ruột hiện đang sinh sống tại Mỹ. Anh cho biết, mình là con thứ ba trong một gia đình người Huế, có đam mê với nghệ thuật. Mẹ Quang Lê sở hữu giọng hát rất hay. Giờ đây là fan của chính con trai mình. Suốt gần 10 năm qua, bà ở cùng Quang Lê và một cậu con trai khác sau khi chồng mất. Nhờ có sự hỗ trợ của mẹ mà nam ca sĩ mới có được bệ phóng bước vào con đường ca hát. Dù năm nay giọng ca đập vỡ cây đàn đã 43 tuổi, nhưng vẫn không bị mẹ hối thúc chuyện lập gia đình. Bà tuy nhiều tuổi nhưng tư tưởng rất thoải mái, miễn sao con vui khỏe, mạnh khỏe là đủ. Sau khi con trai cả là ca sĩ Nguyên Lê ly hôn 2 lần, mẹ Quang Lê lại càng hiểu ra rằng hôn nhân quan trọng nhất vẫn là hợp nhau, nếu không hạnh phúc thì rồi cũng sẽ đổ vỡ. Nhờ sống cùng mẹ nên Quang Lê rất yên tâm chuyện nhà cửa. Anh cho biết mẹ mình luôn giữ phòng ốc sạch sẽ như khách sạn 5 sao. Nam ca sĩ từng sợ mẹ mệt nên khuyên bà không cần dọn dẹp vất vả. Thế nhưng bà lại muốn mọi thứ luôn sạch sẽ tinh tươm để con mình dù đi đâu cũng muốn về nhà. Những lúc ở xa, không có mẹ chăm sóc, Quang Lê nhớ mẹ. Mới biết không đâu sung sướng bằng lúc có mẹ mình. Con đã 40 tuổi mà trong mắt mẹ vẫn còn bé thơ, lúc nào cũng lo lắng cho Quang Lê, anh chàng tâm sự. Bản thân đã bước qua ngưỡng 40 nhưng Quang Lê vẫn luôn giữ thói quen chia sẻ với mẹ mọi chuyện trong cuộc sống. Ngay cả việc đi diễn được khán giả lì xì bao nhiêu tiền, anh cũng không giấu giếm. Mẹ Quang Lê năm nay 69 tuổi nhưng còn minh mẫn, thường lên mạng xem tin tức về con trai và tìm hiểu về chuyện sức khỏe. Bà chăm quý tự rất kỹ càng, không cho ăn đêm, nếu con đói thì đi chưng yến, pha hạt é để đảm bảo sức khỏe. Biết Quang Lê có vấn đề về cân nặng, mẹ anh còn hạn chế nấu ăn trong nhà. Quang Lê hiện đang sống tại Mỹ cùng mẹ ruột, thỉnh thoảng anh lại về Việt Nam để hoạt động nghệ thuật. Sắp tới giọng ca gốc Huế sẽ về nước chuẩn bị cho live show dạ tiệc Quang Lê đi Sài Gòn hát với người tình. Show dự kiến diễn ra vào ngày 24 tháng 9 ở thành phố Hồ Chí Minh, có sự tham gia của nhiều người nổi tiếng như Như Quỳnh, Giang Hồng Ngọc, Mai Thiên Vân, Tố Mi.